Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị rút ETH từ sàn Binance sang cái ví MetaMask. Đây là cái ví MetaMask. KTV sẽ chọn vào nhận. Chọn vào sao chép để lấy địa chỉ ví. Trở lại sàn Binance. KTV sẽ vào sàn đăng nhập. Ở đây KTV đã chuẩn bị sẵn ETH và KTV sẽ chọn ETH để rút tiền. Ô thứ nhất là địa chỉ ví. KTV sẽ dán địa chỉ vừa copy vào. Ô thứ hai là cái mạng lưới. Ở đây KTV sẽ sử dụng cái mạng lưới ERC20. Số tiền rút là cái ô thứ ba. KTV sẽ chọn tất cả. Phí ở đây là 0. Phí rút 0.000768 ETH. Rồi, chọn vào rút. OK. Yêu cầu rút tiền đã được gửi. Quý vị có thể chờ khoảng độ 3 đến 5 phút. Bây giờ KTV sẽ mở trình duyệt để kiểm tra cái phí ở thời điểm này. Và như quý vị thấy, 0.000768 ETH thì ở đây nó tương đương khoảng 1,25 USDT. Đây là cái phí ở cái thời điểm hiện tại trên sàn Binance. Và có những thời điểm cái mạng lưới ETH này rất chi là cao. Phí 1,25 ở thời điểm hiện tại gọi là tương đối thấp rồi. Bây giờ KTV sẽ trở lại ví MetaMask và kiểm tra xem nào. Đó, thì ETH đã được hiển thị, chứng tỏ là mạng lưới đang rất chi là rẻ, nên là phí rất chi là rẻ và tốc độ giao dịch rất nhanh. Rồi, và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, chia sẻ, theo dõi kênh.